Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game Anime Fighter Simulator nha. Hiện tại thì mình đã sở hữu được nhân vật Gon dạng bí ẩn rồi nha. Anh em thấy chưa, mình đang trang bị nè. Cấp 80 á, cái con Gon màu xanh xanh anh em thấy chưa. Đó, Gon bí ẩn của mình anh em ạ. Rất là đỉnh cao và đẳng cấp. Nói đùa với anh em thôi chứ thực sự là mình có một con nhân vật Gon bí ẩn vừa mới mở ra đang cất trong rương. Mình treo khoảng tầm 8 tiếng nha thì nó mới xuất hiện, khá là lâu luôn á. Mấy bạn kia đang bu lại coi cái con nhân vật Gon bí ẩn của mình đang đánh con boss. Đấy. Anh em thấy đỉnh cao chưa? Thậm chí mình đã đổi tên cái con nhân vật Gon dạng shiny bình thường thành cái tên của cái con Gon mà dạng bí ẩn. Đấy. Mấy thanh niên kia đứng nhìn ngơ ngác bựa thật sự. Đây còn cái con Gon chính hiệu dạng bí ẩn của mình là đang cất trong rương nha, chưa có trang bị. Mấy bạn trong server vẫn chưa biết là mình đang sở hữu cái con nhân vật này, tại vì cái lúc mình treo và mở ra là không có ai trong server cả anh em ạ. Đây bây giờ lấy ra nha cho mấy bạn kia trầm trồ chuẩn bị cất vô nha anh em. Mình lấy ra phe tí thôi. Nãy có người á đồ rồi kìa, cắt vô cắt vô. Đó. Phải giấu liền chứ. Bây giờ trang bị cái con Gon dạng bình thường shiny ra nha, để chọc mấy các bạn trong server chơi. Bạn đã kêu là Gon thật kìa. Thật gì? Cái con Gon shiny của mình nó biến hình đó. Để mình chat một cái. Nó biến hình. Đấy. Đỉnh cao vậy chứ, con Gon bình thường nó biến thành cái dạng đó. Chọc mấy bạn trong server chơi thôi. Chứ thực sự mình nghĩ là mấy bạn đó cũng biết rồi. Ok, bây giờ thôi chắc trang bị vào ha. Mình nâng cấp được các kiểu để sử dụng chứ anh em. Nhân vật Gon thì chúng ta phải nâng lên cấp 115 hoặc là 120 thì nó mới mạnh và khủng được anh em ạ. Nói chung là trong tập này mình không thể nâng lên được cấp độ đó, nhưng mà sau clip này thì mình sẽ cố gắng nâng lên 115 hoặc là 120 nha, để cho đội hình của mình nó được gia tăng sức mạnh. Nếu mà tính ra bây giờ mình đang sở hữu tới 3 nhân vật bí ẩn rồi đó. Ráng kiếm thêm Alice nữa, xong rồi quay về mấy cái khu vực cũ kiếm thêm vài nhân vật bí ẩn để trang bị cho full đội hình luôn. Ok, bây giờ vô trong rương nâng cấp cho nhân vật Gon bí ẩn nha. Mình nghĩ là sẽ bỏ một con nhân vật thần thoại cấp 100 lẻ mấy đem nâng cấp cho nó nha mà. Ở đây mình đang rất là phân vân nè. Nên bỏ nhân vật quyền thoại shiny hay là bỏ nhân vật thần thoại ta? Thôi kệ, để lại cái con huyền thoại shiny nha, cho nó có hiệu ứng được cái kiểu chơi. Mình sẽ bỏ một con nhân vật thần thoại cấp 106 nè, 10 mờ đam, đem dồn làm kinh nghiệm cho Gon shiny luôn em ạ. Hợp lý. À, có cái bạn mà sở hữu cái đội hình full nhân vật bí ẩn vào kìa, ba con nhân vật Gon. Ở trong mấy lần trước bạn đã có giúp mình vượt cái ải 60 để trang bị được 6 nhân vật đó nè. Mạnh lắm. Gì đâu mà sở hữu nhân vật bí ẩn lần ba con Gon. Mà còn có nhân vật Alice đồ các kiểu nữa. Có bạn chat kêu là lấy con Alice khịa mình để nè. Vãi thiệt. Bây giờ trong server chỉ có một mình bạn đó có thể khịa mình thôi nha anh em. Những bạn khác thì không khịa mình được đâu. Trời ơi, dẫn Alice đi vòng vòng kìa anh em ạ. Mình mở hoài không ra, tức thiệt chứ. Cái con Alice nó có hiệu ứng rất là đẹp luôn, anh em thấy không? Những cái con bướm vàng vàng nó bay 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 á, nhìn rất là chất. Mình cũng muốn sở hữu lắm mà không được. Thôi, tập trung vấn đề chính đi ha. Bỏ con nhân vật thần thoại 106 nè. Mình sẽ mở phá. Đâu rồi ta? À đây đây. Rồi ok. Chuẩn bị làm nguyên liệu cho Gon rồi anh em ạ. Từ 80 lên 103 à. Cũng khá là ổn anh em ạ. Rồi nâng luôn nha. Đấy, vậy là gold của mình đã được gia tăng sức mạnh anh em ạ. À bạn kia hỏi là một hồi có đi ải hay không. Tất nhiên là phải đi rồi anh em. Thường thì nếu ải nó xuất hiện, nếu mình không treo là chạy qua cái khu vực hành tinh Nameth đi ngay lập tức. Một lần đi của mình thì được rất là nhiều tiền. Thậm chí là có bạn kia đi chung thì một lần tới 100 mấy tỷ tiền anh em ạ. Đi một lần thôi là tha hồ mở nhân vật. À quên nữa, cho anh em xem đam chứ. Đây 115 nha. Thường mình có cái lượng đam là 115 thôi, tại vì mình không có nâng cấp cao hơn.
Eto 115 là 46M nè. Yorichi 115 là 44M, Gon là 48M. Cũng đúng thôi, tại vì Gon hiện tại là một nhân vật ở bên cái khu vực cũng khá là cao, kiểu như là hơn những cái khu vực khác á. Nên là down nó cũng sẽ hơn rồi. Thường cách biệt cũng chỉ có 2M thôi nè ạ, không đáng kể lắm. Cái này là mình chỉ xem nó chênh lệch về cái lượng đam cơ bản của nhân vật thôi nha, chứ mình không có xem đam của chiêu thức. Tại vì đam của chiêu thức thì nó không có hiển thị thông số chi tiết cho ông ta biết, nên là thường mình chỉ coi cái phần đam cơ bản thôi. Bây giờ tập trung mở nhân vật nha, rồi mình sẽ nâng cấp cho Gon. Ok, hiện tại là mở sắp full 500 rồi. Hồi nãy giờ nói chung là cũng không có ra nhân vật gì xịn đâu nè. Cao nhất là dạng huyền thoại ha. Ôi mà hình như mình hồi nãy giờ tắt âm thanh phải không? Thèn chi nghe nó im im anh em ạ. Im ru luôn chứ. Ok, để bây giờ mình sẽ mở âm thanh lên lại nha. Có âm thanh mở nhân vật nó mới sống động. Chứ mở im im thì nghe nó hơi buồn ngủ tí. Đấy, phải vậy. Mà tính ra ngày hôm nay nó xui, mở ít ra nhân vật huyền thoại nè mà. Từ đầu giờ như là mở được mới có 4-5 con gì đó à. Anh em nhìn trên cái chỗ thanh chat á, không nhiều lắm. Rồi ok, full rương nha. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cho Gon lên 104 nổi không ta. À vừa đủ vừa đủ. Đấy, 14M đam liền. Nhìn nghe ít vậy thôi chứ nâng lên 110 coi, trời lượng đam khủng lắm. Mình phải cố gắng hết sức để nâng cấp cho đội hình của mình nó mạnh lên. Một khi mà đã mạnh lên rồi á, mình đi ải một lần kiếm được 100B là chuyện bình thường. Chẳng hạn như là các bạn trong server sở hữu quá trời nhân vật bí ẩn á, đi ải một lần mấy trăm B đâu mà đã không. Mình cũng phải đạt được cái mục tiêu như thế bằng cách là kiếm nhân vật bí ẩn và nâng lên cấp càng cao càng tốt. Hồi nãy giờ chưa cho anh em xem chiêu phải không? Nói chung là chiêu của nhân vật Gon nó cũng không có gì được gọi là hàm hố lắm. Hiệu ứng của nó cũng không có nhiều anh em ạ. Bạn ghi tò mò ra đứng nhìn kìa. Đấy, chiêu của nhân vật Gon là nó sẽ đấm xuống đất một cái. À, nói về nhân vật Gon bí ẩn nè, lâu lâu mình thấy có các bạn trang bị nhân vật Gon mà cái màu đen đen anh em ạ. Đó là Gon bí ẩn Shiny nha. Muốn mà mở ra được nhân vật đó cũng cực kỳ khó khăn. Mà nếu đã sở hữu rồi á thì thôi nè ạ, mạnh vô đối. Nhưng mà có một cái điểm mà mình không thích ở những cái con nhân vật Shiny nè ạ. Đó chính là nó cần rất là nhiều kinh nghiệm để nâng cấp hơn là những cái con nhân vật bình thường. Theo mình thấy là vậy. Tại vì ở đây mình đang có một cái con Shiny dạng thần thoại nè, đang rất là cố gắng để nâng cho nó lên cấp 115 mà vẫn chưa nổi nha. Thôi, quay trở về vấn đề chính. Mình nghĩ là mở nhân vật như thế này thì cũng không vui lắm. Chắc là sẽ chờ tới ải rồi quay clip cho anh em xem nha. Hồi nãy bạn kia có rủ mình đi ải đó. Ok, hiện tại là mình đã vào ải được 16 phút rồi. Và đi được tới ải 61. Đang cố gắng tiêu diệt con râu trắng nè. 113 tỷ máu. Wow, một cái lượng máu thật là khổng lồ anh em ạ. Tiêu diệt nó hơi lâu. Nhưng mà nếu tiêu diệt được thì chúng ta sẽ được một số tiền khá là khủng. Anh em để ý đi. Hiện tại là mình đang có 953B nha. Để thử coi khi mà tiêu diệt xong cái con râu trắng này, mình sẽ lên được bao nhiêu. Có khả năng là lên được một T luôn đó nè ạ. Thường là như thế. Tại vì boss này trâu quá, tất nhiên tiền nó cũng sẽ nhiều. Còn boss râu trắng chỉ còn lại 11B máu thôi nha Nam. Nó đang giảm rất là nhanh. Sắp xong rồi. Chuẩn bị lượm tiền. Trời ơi, thiếu một tí nữa là được 1T rồi, 998B. Thôi kệ, không sao nè, mình tiêu diệt hết tất cả quái chỗ này á thì sẽ lên được 1T. Xong rồi tiến tới cái ải tiếp theo. Thời gian còn có 3 phút à. Tranh thủ tiêu diệt mấy con quái nha nè. Trời, nó trâu kìa. Qua bên đây. Mình phải canh từng giây từng phút ở trong cái ải này nha. Vì hiện tại là ải 61 rồi, quái rất là trâu, mình không thể nào mà chậm chậm được. Vừa tiêu diệt xong con quái này là phải chuyển qua con quái khác liền. Thời gian còn 2 phút à. Đấy, anh thấy không? Mình lên được 1T rồi. Akainu. Trời ơi, máu nó nhiều kìa.
2 phút 20 giây tiêu diệt nổi con Akainu này không ta? Chắc được anh em ạ. Ổn. Có thể là không tiêu diệt kịp cái con Kizaru ở chỗ mình đang đứng nè, tại vì nó tới 66 tỷ máu lận. Tiêu diệt xong con kia là cũng đã hết thời gian rồi. À, lâu lâu mình thấy có bạn mình lận kêu đi tới ải 70 đi. Trời đất quỷ thần ơi, thôi nè bạn, ải 70 khó lắm. Bây giờ mới có 62 anh em nhìn nè. Muốn sấp mặt luôn mà anh em kêu ráng 70. Nếu mà muốn đi tới ải 70 á thì phải đợi thêm vài úp nữa. Cái đó là cái điều chắc chắn rồi anh em ạ. Chứ bây giờ là không thể. Thậm chí nha, hiện tại vẫn có rất là nhiều bạn chưa đi được tới ải 60. Đừng nói chi là 70 nè bạn. Ở đây thì mình cày cuốc khá là nhiều, với lại đi chung với một số bạn mạnh mạnh á mới qua nổi ải 60 thôi. Chứ mình hiện tại nha, nếu đi solo chắc chắn là mình không thể tới được ải 60 luôn á, đừng nói chi là 70. Nếu mà ai á đi được tới ải 70 nha thì chắc chắn một lần đi của cái bạn đó sẽ lên tới 1T hoặc là có thể hơn luôn em ạ. Thực sự. Nhưng mà điều đó chắc khó. Không có đâu. Mình nghĩ thời điểm hiện tại là vậy nha. Ok, thì nói chung con Akainu cũng sắp bị tiêu diệt rồi, còn có hai mấy bê máu thôi. 56 giây để tiêu diệt à, quá dư sức luôn em ạ. Không có gì khó khăn. Ở đây mình đang 1T nha, để coi lên được bao nhiêu tiền khi mà tiêu diệt đô đốc hải quân Akainu. 5 bê máu cuối cùng. Thời gian còn dư 40 giây tiêu diệt nổi cái con bên đây em ta, 66 bê máu. Chắc là không kịp ấy nè. Thôi chịu vậy. Tới đây cũng được rồi. Bây giờ chờ hết giờ để coi mình được bao nhiêu tiền từ cái lần đi này. Đây anh em nhìn nè. Tổng cộng số tiền mình được là 172B. Bạn kia là được 272B. Nhiều không? Trời ơi. Quá đã. Một lần đi cả đống tiền. Tha hồ qua nhân vật. Ok, nói chung là tập ngày hôm nay ở đây cũng được rồi. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Nếu có một nhân vật nào đó xịn sò hơn, lại tiếp tục quay clip cho anh em xem nhé. Bây giờ thì bye anh em.